Hello tất cả các bác. Mời các bác hãy cùng anh Phương test một bộ dàn máy hoành tráng để chuẩn bị gửi về cho chú anh Lành. Và cũng đây là lời bày tỏ những lời cảm ơn chân tình tới tất cả các bác đã theo dõi, đăng ký kênh và ủng hộ, tin tưởng anh Phương. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Hôm nay thằng Đề sẽ chơi một bản gọi là remix. Trước khi anh em chúng ta test chi tiết về bộ dàn máy này, mời các bác cùng lắng nghe. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần một bờ vai em ơi, nhưng không cần anh lúc này để anh còn nơi tựa vào. Anh nhớ là những kỷ niệm mà sao trong em buồn thế. Anh nghe cơn gió đang về, hát cái này nó mới đủ quê. Nhưng em gần kề bên ai, anh đưa đôi mắt anh tìm nhưng không thấy em ở đây. Bạn này đầu tư chuẩn chỉ chưa? Anh yêu em quá mất rồi nên ngỡ như em về thôi. Ok ngon, các bác like cho thằng cu nhà em đây ạ. Ok tuyệt vời, xin cảm ơn các bác và mời các bác tiếp tục đầu tư và hãy cùng theo dõi tiếp. Anh Phương sẽ giới thiệu chi tiết về những sản phẩm mà bác Lành đầu tư ngày hôm nay. Xin mời các bác. Hello, chào mừng các bác đến với kênh YouTube của trung tâm điện tử Anh Phương. Rất vui mừng chào đón các bác đến với trung tâm điện tử Anh Phương. Hiện tại thì anh Phương đang test một dàn máy cho chú anh Lành. Báo cáo tất cả các bác là ngày hôm nay Phương Shop đang xuất đi rất nhiều các mã shop khác nhau, đó chính là những dòng shop hơi, ví dụ như shop EP H50 đã chuyển về Thái Bình, một quả shop DMX xuất điện H40 chuẩn bị chuyển về với lại thành phố Vĩnh Phúc, và tiếp tục ngày hôm nay chuẩn bị tiếp tục chúng ta lên một dàn máy nữa chuẩn bị gửi đi cho chú anh Lành. Anh Phương muốn lưu lại những khoảnh khắc và muốn trân trọng giới thiệu với tất cả các bác một số người hiện đây hoành tráng nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Bye.
này là cặp đời cao luôn các bạn. Mỹ nói rồi vòi này, Mỹ đi nuôi nè. Đây là dòng loa trên đời của 115 và 215. Đó là dòng loa SF. Chú Bắc Thắng thì đã đầu tư rất nhiều hàng ngoài kia rồi.